Đấy. À, thầy xin chào các bạn. Hôm nay thầy trò mình sẽ cùng nhau chia sẻ một số các cái kinh nghiệm khi đi thi chọn học sinh giỏi môn tin học. Cái việc mà các em luyện tập trong một khoảng thời gian dài cùng với cái việc tham gia các cái bài thi thử cũng đã cho mình những cái kinh nghiệm, trang bị cho mình những cái kinh nghiệm tốt để các em có thể sẵn sàng đi thi. Bên cạnh đấy thì thầy cũng chia sẻ thêm một số các cái thao tác trong giờ thi để các em có thể thành thạo hơn. Vậy thì ở trong phần trình bày này thì chúng ta sẽ thực hiện một số các cái thao tác như sau. Đầu tiên, đối với cái chế độ dinh dưỡng thì và cái chế độ trước khi, ví dụ ngày mai là ngày đi thi thì hôm nay các em nhớ ăn uống đầy đủ một cách bình thường, không ăn uống những cái thứ mà mình bình thường không ăn, không uống những thứ bình thường mình không uống. Ví dụ như vui vui tối về các em uống cà phê để sáng mai để tối tranh thủ đọc bài chẳng hạn, mà bình thường người ta không bao giờ ta uống cà phê chẳng hạn, thì khi đó là điều rất nguy hiểm, nên ta không ăn những thứ lạ và không uống những thứ lạ trước. Tóm lại mình sinh hoạt cứ như một ngày bình thường. Thứ hai là đi ngủ thì ta nên đi ngủ sớm từ giờ đến tối. Ví dụ như ngày mai thi thì từ giờ đến tối các em xem lại qua bài vở một chút xong thư giãn tinh thần, rồi đến khoảng tầm 10 giờ tối là các em đi ngủ để ngày mai. Trước khi đi ngủ thì các bạn cũng cần trang bị cho mình một số thứ như sau. Đi thi môn tin học có 3 thứ không thể thiếu. Một là bút viết. Bút viết thì bao gồm có bút bi và bút chì, chắc chắn phải có. Cái thứ hai các em cần có đó chính là máy tính Casio cầm tay để trong quá trình mình tính toán trắc nghiệm mình bấm xem kết quả nó có đúng với thực tế không. Đấy. Và cái thứ ba là cầm thước kẻ đi để đề phòng rơi vào một số các bài tập về chủ đề hình học. Đấy. Vậy ta có bút bi, máy tính Casio và thước kẻ. Tất nhiên không thể thiếu được đó chính là thẻ của học sinh, đúng không? Nên thẻ dự thi chắc nhà trường sẽ cung cấp cho các em hoặc là các thầy cô sẽ đưa tới các em khi các em làm thủ tục thi. Khi đi thi thì cái mùa này tùy vào thời tiết mà thì ta cũng chọn cái trang phục phù hợp để ta cảm thấy thoải mái nhất. Khi trong cái cả một cái buổi sáng sớm ăn sáng thì ta nên ăn rất nhiều các cái món ăn mà để đảm bảo đi thi chắc chắn đỗ, ví dụ như ăn xôi đỗ, vân vân. Nhưng nói gì thì nói thế. Tóm lại ta ăn sáng một cách bình thường như bao ngày. Ví dụ mọi hôm ăn sáng bằng xôi thì ta ăn xôi, ăn sáng bằng bánh mì ta ăn bánh mì, chứ không ăn những thứ lạ nhé. Vui vui để đi làm bát bún riêu cua xong đến thì lại rất nguy hiểm, bình thường chưa ăn bao giờ. Đấy. Ta chỉ ăn những thứ quen thuộc, ăn sáng một cách bình thường và ta đến cổng trường và với cái tâm thế sẵn sàng nhất. Rồi trong giờ thi, bắt đầu vào phòng thi thì giám thị thường có các em sẽ đến sớm hơn so với các thầy cô các cán bộ coi thi, nên các em thường đứng trước cửa phòng thi. Một số bạn thì vào trong phòng thi, thường thường phòng thi tin học thì các bạn không được vào, nhưng mà thường đứng trước phòng thi hay cười nói rất tự do. Đó là cái điều rất rất hạn chế bởi vì các thầy cô phải dậy rất sớm để bật máy chuẩn bị các cái nội dung thi cho các em. Bao gồm bật máy này, thử các cái phần mềm biên dịch trên máy tính có tốt hay không này, rồi kiểm tra nguồn điện, rồi rất nhiều thứ đang rất mệt mỏi. Nhưng nếu lúc đó các bạn ở đứng ở trước cửa phòng thi, một số bạn trêu đùa, một số bạn đang còn nói những cái từ không cần thiết để nói trước phòng thi thì đó là điều rất kiêng kỵ. Với tâm lý của cái người đi coi thi thì thầy nhận thấy rằng với sáng sớm ra khoảng tầm 6 7 giờ sáng mà một nhóm các bạn học sinh ồn ào và có thể gây mất trật tự mà nó ảnh hưởng đến cái việc chuẩn bị phòng thi tốt nhất cho các em thì nó sẽ cũng sẽ ảnh hưởng. Chính vì thế thì các em hãy lưu ý khi đến trước cửa phòng thi thì tốt nhất mình sẽ đứng cách xa cửa phòng thi một tí. Mấy bạn có vui chơi nói chuyện với nhau thì cứ nói chuyện một cách bình thường, nhẹ nhàng thôi nhé. Chứ không vui đùa, không nô đùa, không nói bậy, rồi không rút điện thoại ra alo, gọi điện thoại cho người yêu cũ, vân vân. Đấy. Ta không làm những việc đấy. Và đó là những việc rất kiêng kỵ. Tất nhiên là ta không được mang điện thoại vào khu vực thi rồi. Lưu ý nhé, khi đi thi ta không cầm điện thoại, bởi vì khi cầm điện thoại chắc chắn bị vi phạm quy chế thi. Nhưng mà trước cửa phòng thi thì ta nên giữ một cái không khí gọi là khá yên tĩnh, không căng thẳng nhưng khá yên tĩnh, nhưng vui đùa nói chuyện với nhau một cách bình thường. Đấy. Có thể làm quen với các bạn ở các cái huyện khác hoặc là cùng trong huyện nhưng ở các cái xã khác, hoặc là thi cấp tỉnh thì các bạn quen ở các cái huyện khác. Rồi, như vậy thì sau khi cán bộ coi thi mời các em vào phòng thi thì các em sẽ xếp hàng đứng trước cửa phòng thi. Thì khi đó trên tay các em không mang cặp, không mang ba lô hay mang bất cứ thứ gì vào phòng thi. Trên tay chỉ mang ba thứ. Một, các loại bút. Hai, máy tính Casio cầm tay. Ba là cái thước kẻ. Và thẻ dự thi.
nếu các thầy cô phát rồi. Thì các nhìn vào danh sách dán ở ngay cửa phòng thi thì các em biết số thứ tự của mình ở đâu, thì nên đứng theo hàng và theo số thứ tự để thầy cô mới sẵn sàng buổi sáng ra với tinh thần thoải mái nhất. Các thầy cô thoải mái thì các em thi mới thoải mái được, nói thật. À, bốn à. Thì khi đó thì ta sẽ phải chuẩn bị trang bị cho mình những thứ quan trọng. Thì vậy thì ở đây thì các bạn nhận thấy sau khi vào phòng thi xong thì giám thị các thầy cô coi thi cho có thể cho các em bốc thăm số máy ngồi, thì các em hoặc là bốc thăm hoặc là các thầy cô sẽ chỉ định vào máy tính, và sau khi ngồi ổn định vào vị trí thì các em sẽ thực hiện cái thao tác là nếu thầy cô yêu cầu các bạn thao tác thử máy thì ta thử, còn nếu không ta cứ ngồi tung tăng ngồi nhìn không gian phòng thi cho nó quen cái không gian đó. Khi các thầy cô cho phép sử dụng máy tính thì các em sử dụng máy tính và đảm bảo rằng máy tính của mình hoạt động tốt. Các em lưu ý ta không cài đặt thêm các phần mềm, không gỡ bỏ phần mềm, không thay đổi các thuộc tính mặc định của hệ thống. Để nhiều bạn vào theo kinh nghiệm là cứ config cái hệ thống giống như cái máy ở mình ở nhà, sau đó ấn F9 cái nó báo lỗi nó không chạy được, thế là toi rồi đúng không? Đi thi các em được phép đổi máy trong giờ thi, tuy nhiên nó ảnh hưởng đến thời gian làm bài, bởi vì các em mất thời gian cốt lại cái bài mà các em đã làm, vậy thì nó ảnh hưởng đến thời gian làm câu còn lại. Thế như vậy thì khi khi mà các bạn thấy máy tính tốt rồi thì đầu giờ các thầy cô sẽ gọi tên và yêu cầu các em ký vào một số các cái loại mẫu danh sách. Thầy cô phát đĩa giấy nháp trước phổ biến quy chế thi, thì lúc đó các em phải đảm bảo điện thoại không được mang vào trong trong phòng thi. Tiếp đến thì các em sẽ thực hiện đến giờ phát đề thì cô giáo sẽ mời hai bạn học sinh lên chứng kiến cái bì đựng đề thi còn nguyên niêm phong. Ví dụ như đây chẳng hạn, có một cái bì đựng đề thi này, xong bảo các em còn nguyên niêm phong không, thì các em cầm bì đựng đề thi lên là nói thưa thầy, thưa các bạn, thưa thầy cô là bì đựng đề thi còn nguyên niêm phong đấy, xong ký tên ký cốt một phát là thật là vinh dự nếu mà mình được lên đứng trước đám đông như thế. Sau đó các bạn về phải nhanh chóng giữ trạng thái thăng bằng tốt nhất. Trước khi vào phòng thi thì ta có nên đi vệ sinh trước để tránh trong giờ thi hạn chế đi xin ra ngoài. Đấy, ta nên đi vệ sinh trước, nhớ uống nước nữa. Rồi sau đó vào phòng thi thì ta sẵn sàng chiến đấu. Lúc phát đề thi xong thì các bạn sẽ thực hiện một số các thao tác kế tiếp sau đây. Đây là một cái đề thi minh họa mà thầy đã chuẩn bị sẵn ở đây. Đề thi bao gồm có 5 câu, thang 20 điểm. Thời gian làm bài là 150 phút. Đấy, đây là một cái đề thi minh họa. Ở trong đề bài thông thường sẽ có yêu cầu lời dẫn của cán bộ ra đề thi, trong đó có yêu cầu cụ thể như yêu cầu đặt tên file chương trình, yêu cầu file dữ liệu vào, file dữ liệu ra và có quy định số điểm của các câu. Đề bài thi thường được trình bày một cách rất rõ ràng nên về cơ bản đề thi luôn đúng. Do đó các em hãy cố gắng hiểu được đề. Trong giờ thi ta sẽ không có đủ thời gian để nghĩ đến các vấn đề khác nên ta hãy tập trung. Đã phải đảm bảo rằng để luôn nghĩ rằng đề luôn đúng, nếu nó có sai thì chắc là do mình nghĩ sai thôi. Đấy, bởi vì các thầy cô ra đề là các thầy chuyên gia hàng đầu được tín nhiệm. Tiếp đến thì các bạn nhận thấy ta nhìn quan tổng quan đề thi một lượt để các em biết biết được xem đề thi này mình sẽ thi vào đúng dạng gì. À, ta nhận thấy câu 1 là có phải liên quan tới tổng một cái dãy. Câu 2 thấy có vẻ liên quan là một dãy số cho một cái dãy số thực hiện yêu cầu gì đấy. Như vậy bài tập về dãy số. Câu 3 thấy có chữ ước số. À đây chắc là bài tổng ước hay tích ước gì đấy. Rồi câu 4 là liên quan tới sâu. À đây là bài tập về sâu. Câu 5 có một cái thao tác gì đó. Mình đọc chưa hiểu. À đại loại nó là câu 5 là một câu gì đó. Sau đó cuối vậy thì ta nhìn xong tổng quan đề bài thì khi đó các bạn lưu ý đề thi thì các thầy cô chắc chắn đã sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới theo độ khó. Câu 1 sẽ là dễ vừa phải, câu 2 hơi khó hơn câu 1, câu 3 hơi khó hơn câu 2, câu 4 khó hơn câu 3, câu 5 khó hơn câu 4. Đấy. Tuy nhiên mỗi người bạn có một số bạn có sở trường thì không nói làm gì. Nhưng các bạn chắc chắn rằng là khi ta làm bài thi thì các cái đề thi đã được các thầy cô sắp xếp theo thứ tự tăng dần rồi. Nên có một cái và các bạn nhìn thấy này, cái phổ điểm của nó sẽ tăng dần giảm dần. Do đó các câu dễ có điểm nhiều, các câu khó có điểm ít. Đây là một cách nhận biết. Do đó có một cái nguyên tắc bất di bất dịch, đó là đi thi phải làm từ câu 1 trở đi.
Một số đứa bảo ôi cái câu 4 này ngày xưa mình ở nhà ôn rồi mình làm rồi. Ừ, thế xông ra làm câu 4. Thế câu 5 có vẻ ngon ăn, làm luôn câu 5. Làm hai câu này đúng 100%, chỉ được có mỗi 6 điểm. Trong khi thời gian đó các em làm hai câu đầu tiên, các em đã được 10 điểm rồi. Vậy cái nào có lợi hơn? Đúng không? Vậy thì cứ cách thằng nào nó tốt hơn, tổng điểm nhiều hơn thì ta làm trước. Đó là một trong lưu ý. Nguyên tắc số 1 đó là đi thi làm bài thứ tự từ trên xuống dưới, đảm bảo rằng tất nhiên gặp bài khó quá không làm được ở một mức này mà vì nó không phải sở trường của mình thì ta chuyển sang bài khác thì được. Nhưng hãy đảm bảo rằng câu 1, câu 2 luôn phải làm được nhé, cố gắng cả câu 3 nữa. Thì cứ làm theo thứ tự từ trên xuống dưới là nguyên tắc số 1 nhé, từ dễ đến khó. Vì phổ điểm nó là như vậy. Rồi nguyên tắc thứ hai, à cái thứ hai ta làm theo hướng dẫn đề bài. Ở trong bài làm người ta yêu cầu tạo ra một cái thư mục. Đấy. Tạo ra một thư mục với tên là số báo danh của mình. Vậy tới đây thầy sẽ tạo ra một cái thư mục. Ví dụ thầy tạo ra thầy vào trong thầy từ ra ngoài màn hình. Thầy vào máy cậy ZPC. Thầy vào ổ D. Thầy tạo ra một cái thư mục. Trong này là có thể nó có rất nhiều dữ liệu. Ví dụ như số báo danh của thầy là 501 chẳng hạn. Đấy, thầy đặt tên là 501, không không cần ghi họ tên ở phía sau nhé. Theo quy định của bài thì người ta hãy đặt tên thư mục là số báo danh của em. Trong đề thi ghi rất rõ ràng, hoặc là một số các thầy cô sẽ quy định khác. Nhưng thông thường người ta quy định đặt theo số báo danh đấy. Thì khi đó bài thi của mình sẽ được đặt ở trong ổ D trong thư mục số báo danh và tất cả project ta sẽ tạo ở đây. Vậy thì đầu tiên ta sẽ bắt đầu đọc đề và làm bài. Sau khi chạy chạy code block, hoặc là thông thường trên máy thi thì chỉ có code block hoặc DeepSeek, ít khi các cán bộ coi thi cài các phần mềm khác, không biết ở đâu có cài VS Code hay không, nhưng mà thông thường là chủ yếu là cài code block đấy. Thì các bạn tạo project. Khi tạo project thì các bạn lưu ý phải đặt đúng tên. Ta chọn console application, chọn go đấy, ta làm giống như thao tác. Trong project title thì ta chọn tên bài. Tên bài thì lấy ở đâu ra? Tên bài lấy ở trong đề thi ra. Đề thi ở đây có bài 501 thì các bạn tạo project là bài 501, chứ không được ghi là thầy Thành bài 1, thầy Thành bài 2 nhé. Đấy. Tên theo đúng tên file của bài. Thư mục lưu trữ ở đâu? Lưu trữ ở ổ D, ở thư mục số báo danh. Thầy sang thư mục ổ D và thư mục số báo danh. Được rồi. Rồi đấy, như vậy thầy vào ổ D vậy nhé, thầy làm lại nhé. Ấn vào dấu 3 chấm để chọn nơi lưu trữ. Đấy. Thầy sang thư mục 501 rồi ấn nút lưu trữ. Rồi ấn nút Next, ấn nút Finish. Đấy, giả sử bài 501 thầy đấy, thầy mở ra đây thầy làm. Khi làm việc thì lưu ý ta phải làm việc với tệp và chạy được. Một số bạn có cái thói quen, các bạn chờ thầy tí, thầy lấy code bài 501 ra. Thầy lấy code bài 501 đây, thầy đang minh họa các em. Đấy, một số bạn có thói quen cứ sọc sọc như này để chạy thử chương trình. Sau đó cuối giờ các em nộp bài, các em bỏ cái sọc sọc đi mà các em không chạy thử lại chương trình. Việc các em chạy đúng được chương trình trên máy không có nghĩa nhé, việc các em chạy đúng được chương trình bằng cách sọc sọc này không có nghĩa nó sẽ đúng với thằng Free Open. Ví dụ như thế này, thầy xóa đi một chữ T đấy, thầy ấn F9 chạy chương trình, thầy nhập AB. Bạn chờ thì máy nó hơi lag. Sao đâu nhỉ? Rồi bây giờ ví dụ như thầy có 1 từ 10 đấy, nó ra 55, ta thấy chạy hoàn toàn đúng. Nhưng bây giờ thầy mở ra đấy, thầy nút chạy chương trình. Và ta kiểm tra có lỗi không? Vẫn không báo lỗi. Nhưng mà rõ ràng cái việc chạy không báo lỗi này không có nghĩa các em nộp bài sẽ bị sẽ đạt được điểm tối đa. Bởi vì các bạn để ý như này, chỗ này thầy đặt sai tên Free Open. Theo định nghĩa của nó là bài 0 bài 501.out. Đây, nhưng vừa rồi thầy ấn F9 mọi người đều cũng không phát hiện ra đúng không? Đấy, và ta nhìn thấy rằng ở trong đề bài người ta ghi là bài 501.out, nhưng trong Free Open của mình là chấm out. Nhưng tới thời điểm lúc cuối giờ nộp bài ấy, các em thường có sọc sọc như thế này, các em bỏ sọc sọc đi, các em ấn F9 cái, à đúng rồi, không có lỗi, như vậy chương trình đúng.
nhưng khi chấm bài này chắc chắn sẽ bị không điểm bởi vì lý do bị sai tên file. Đấy, file sai, không tìm thấy file kết quả. Do đó, một nguyên tắc thứ hai đó là khi làm bài trong giờ thi, cái dữ liệu vào ra chắc chắn phải sử dụng kiểu tệp nhé. Và ta không chạy bằng cơm nhé. Tức là không chạy bằng nhập từ bàn phím. Bởi vì việc có ghi ra đúng được file out hay không, nó không chắc đâu. Đấy, việc có đọc được dữ liệu từ file in hay không cũng không chắc đâu. Đấy, nên và thứ hai là khi ta làm việc với tệp thì việc nhập dữ liệu khi chạy thử chương trình chỉ nhập một lần và ta có thể chạy được nhiều lần. Và do đó mình tiết kiệm thời gian. Mỗi bài mình chạy khoảng tầm 20 lần thì mình tiết kiệm được khoảng tầm 50 giây đấy, chẳng hạn, hoặc là 100 giây, tức là ta tiết kiệm được vài phút thôi, 1-2 phút. 5 bài là ta tiết kiệm được hẳn 10 phút, thời gian đó ta dành cho việc kiểm soát lại bài lần cuối. Vậy nguyên tắc số 2 đó chính là khi làm việc dữ liệu vào ra kiểu tệp thì ta cần phải là khi đi thi thì mọi bài toán cần phải làm ra với dữ liệu kiểu tệp nhé. Một số các cái đơn vị thi đang sử dụng hình thức chấm bài online thì các bạn không không sử dụng thằng FreeOpen, nhưng đa số thì ta đang sử dụng bằng chỉ chấm có sử dụng FreeOpen để đọc dữ liệu. Rồi sau khi làm xong bài số 1, muốn chuyển sang bài số 2, một số các bạn có thói quen làm tiếp bài số 2. Đấy, chọn Console Application. Rồi từ đây thì dẫn làm bài 2. Bài 703. Đấy. Ừ, có phải nhập file in file out chứ Việt. Đấy. Vậy thì ở bài 703 đây, ví dụ như ở đây. Đấy, ví dụ như ở đây thầy lấy cái code bài 703, giả sử sau khi thầy làm xong cái bài toán này. Ủa, bài 703 chưa có code, buồn ghê. Thôi thì thầy lấy cái tạm bài 704 thầy paste sang cũng được chẳng hạn. Đấy, giả sử thầy đã code ra được cái code thằng 704 vào đây rồi thì các bạn nhận thấy là đấy, ba code xong rồi, ấn nút chạy chương trình thấy chạy ngon. Đấy. Rồi ta về ta mở code ra ta xem. À, bài này chạy quên chưa free open. Đấy. Như vậy có những bạn làm thì lại quên mất không free open ở đây, mà trong khi dữ liệu đầu vào của trong file đề bài của mình yêu cầu phải có free open. Như vậy thì các bạn sẽ thực hiện chạy free open. Nhưng cái mấu chốt ở vấn đề ở đây ví dụ như thế này. Đấy. Bây giờ thầy đang ở bài 703, thầy ấn nút chạy chương trình. Đấy, các bạn thấy chạy chương trình rất ngon đúng không? Nhưng mà mở file kết quả ra nó không nhìn thấy đâu cả. Thì hóa ra là tại thời điểm này cái file chạy là file bài số 1, câu 1 chứ không phải câu 2. Do đó cái nguyên tắc thứ ba đó là khi đi thi tại mỗi thời điểm chỉ mở một project nhé. Do đó ta làm xong câu 1 ta nháy chân phải chọn Close Project. Đấy. Nhớ nhá. Khi làm việc với tệp ta chọn New, chọn Empty File, chọn Empty File đây. Ta ghi là bài 701.inp. Nhớ rằng trong thẻ server attribute này ta chọn thẻ all file, bởi vì cái máy thi ấy, máy khi đi thi ấy, thì mặc định của nó chưa được chọn bởi vì các thầy vừa cài đặt code block xong. Đấy. Nên các em phải chọn thẻ thông thường thì nó sẽ là cái đốt chấm C như thế này, đây C cộng cộng file. Đấy. Do đó khi nếu mà các em để như thế này ấy, thì khi ấn nút save phát đấy, thì cái file của mình thì ở đây ta có cái file của mình đây, thì remove nó vừa nó đi, thì em new lại file mới nhé. Đấy. Ở đây ta phải chọn nó là all file. Đấy, ta chọn thẻ all file. Đấy, nút save chọn nhiên. Đấy. Thì khi đó ta mới nhập dữ liệu của đề bài vào đây. Đấy, ta nhập dữ liệu vào đây. Sau khi nhập dữ liệu vào đây cái, ví dụ như là bài 703 ta chạy lấy test. Khi chạy thử lần đầu hãy lưu ý ta phải chạy test của đề bài nhé. Tuyệt đối không chạy các test của mình, hãy chạy test của đề bài trước để ra xem nghiệm nó đúng chưa. Nếu đúng rồi thì mình mới sửa các cái số này để chạy theo test của mình và chứng minh được kết quả đó là đúng. Đấy. Như vậy cái nguyên tắc số 2 số 3 đó là tại mỗi thời điểm chỉ làm việc với một project. Đấy. Sau khi chạy xong thầy quên thầy chưa cái bài này thầy chưa phần lưu phần ở đây đấy, sau khi chạy xong thì ta nhớ
Nhớ nhé, khi các bạn double nó lên thì nhớ sửa tên file in này, tham số này. Bởi vì mọi người có thói quen đấy, sau khi double xong các bạn sọc sọc luôn để chạy thử. Cái đây là điều vô cùng nguy hiểm. Bởi vì đến lúc các bạn ấn F9 cái, à, không thấy có vấn đề gì, nó không báo lỗi. Thế là nộp bài luôn, thầy ơi cho em nộp bài. Thế là bạn đã bay màu. Đấy, các bạn chạy ra cái, đã. Nhưng hóa ra ở đây là hai chữ R. Đấy, thế là các bạn bay màu luôn. Rồi sau đó như như vậy thì các bạn lưu ý cái lưu ý thứ ba đó là khi làm việc với tệp, ta lưu ý chỗ đấy nhé, phải chạy phải mở ra được cái file out này xem nó có kết quả bên trong hay không. Về đấy, như vậy ta sẽ đã làm xong thao tác vậy đến tương tự như vậy ta lặp lại để làm các bài tập kế tiếp, ta close project đấy và ta lại create a new project cho bài toán mới. Vậy thì tới thời điểm này sau tương tự như vậy, trong quá trình làm bài thì các bạn nhớ chạy thử test đề bài, và nhé, một trong những nguyên tắc là phải chạy thử test đề bài trước. Đấy. Ở bên cạnh đấy thì có một cái kỹ năng khá quan trọng, đó là các bạn sử dụng bút bi, sử dụng bút để gạch chân những cái từ trọng tâm trong đề bài. Ví dụ người ta cho giới hạn của đề bài, các bạn phải biết được giới hạn nó là số nguyên dương hay số ngẫu nguyên. Đấy, khi tính toán thì người ta hỏi thời điểm gần nhất hay thời điểm lơ xa nhất, giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất, đấy, gấp đôi giá trị hay là bằng, đấy. Thì như thế nó sẽ có những cái tính chất mà các bạn các em khi đọc đề nó không bị nhầm, ok chưa? Em vừa phải Đấy, trải qua một cái địa ngục dưới kia. rồi, À, ok, anh đi ngược lại. rồi vậy tới thời điểm này ta đã được theo một số các cái thao tác. Lưu ý là khi đi thi thì ta các em đang loại trực tiếp với các bạn khác, do đó khi đi thi tuyệt đối không cho các cái bạn ở trường khác xem bài bài làm của mình nhé, tuyệt đối. Khơi bởi bởi vì số lượng thí sinh đi thi là không thay đổi và tỷ lệ giải thông thường chỉ tối đa 50% thí sinh dự thi là có giải, do đó nó mà làm tốt hơn mình thì khi đó nó đứng trên mình và khả năng nó giải ba mình giải khuyến khích, hoặc mình nó giải khuyến khích mình bay màu đấy, các em lưu ý nhé. Vậy thì chính vì thế thì các em hãy cẩn thận cho cái thao tác là ví như ở đây thì sửa lại là 502324. Rồi. Như vậy thì với cái cách như trên thì các bạn lưu ý khi ta làm bài ta rồi như vậy thì giả sử ta đã đến cuối giờ hết giờ làm bài thì giám thị sẽ các thầy cô sẽ yêu cầu các em tắt máy. Đấy. Sẽ yêu cầu các em tắt màn hình chứ không không phải tắt máy. Khi đó các bạn biết tắt màn hình thì tắt, mà không tắt thì thôi kệ nhé. Chứ đừng ấn vui vui đến khi tí nữa bật lại nó không lên là toi đó. Đấy. Vậy thì khi khi tắt máy thì các bạn nhớ rằng là còn khoảng 15 phút trước khi hết giờ. Hãy sử dụng khi đó các bạn vào file chọn Close Project để đóng tất cả các cái project của mình. Thì khi đó lịch sử các cái file mở gần đây nó sẽ reset project nó ở ngay đây. Thì cuối giờ nộp bài các em nên mở bài của mình ra xem lại một lần cuối. Việc xem này bao gồm xem có cái gì? Thì ta có 3 yếu tố cần phải xem. Yếu tố thứ nhất, khi đó là đây ví dụ bài vừa rồi là bài 703. Ok, các bạn mở đề ra. Đấy. À, mở xem bài 703. Chạy lại test của đề bài. Chạy test của đề bài, và sau khi chạy xong test của đề bài thì ta sẽ thực hiện nhá, ta lấy cái bài project của mình ra, mở file input ra, nhập test đề bài vào chạy. Chạy ra sau được file kết quả, các bạn mở đề ra xem kết quả trong file output với kết quả của cái file out trên đề bài có giống nhau không về giá trị. Ok, nó có đưa ra giá trị là 16 trên hàng ngang hay là giá trị 16 trên hàng dọc hay cột dọc như thế này. Nếu đề bài đưa ra hàng ngang thì các bạn phải đưa ra cùng định dạng hàng ngang. Còn nếu đưa ra các cột dọc này thì bài đấy cũng bị tính là bị sai kết quả. Nhá. Như vậy ở ngoài việc đúng kết quả thì nó ra bao gồm nó phải đúng định dạng. Được chưa? Rồi. Đấy. Đấy, ví dụ như cái bài này nó ra 36 và 37, các bạn chạy chương trình nó cũng ra 36, nó cũng ra 37. Nhưng nếu nó ra như thế này bài của mình cũng không được tính. Bài của mình nó phải đưa ra được kết quả trên cùng một hàng như thế này. Tức là khi cái nguyên tắc ở cuối giờ 15 phút trước khi hết giờ làm bài là các em sẽ cần phải chạy thử chương trình với test của đề bài và thu được file kết quả.
Khi đó các bạn mở cái file out ra, kiểm tra file out trên CookBlock với file out trên đề bài, nó có giống nhau về giá trị hay không, có giống nhau về định dạng hay không, có thừa kết quả hay không. Rồi, bên cạnh đấy có một nguyên tắc rất quan trọng, đó là ta kiểm tra xem cái file đề bài, cái free open của mình đã có chưa. Đấy. Ví dụ như ở bài này thầy đang làm là bài 703, nhưng tên file của thầy, thầy đặt tên là 701. Ở trong đề bài của thầy tên nó là 703. Đấy. Ở cuối, ở trên này nó cũng là 703. Thì chứng tỏ mình đã đặt sai tên file. Khi chấm bài thi sai file, đặt sai tên thì bài đấy chắc chắn không có điểm. Vì thế thì ở đây ta sẽ có cái file đây, lưu ý nhá, tên file ở đây. Đến nãy giờ các bạn cùng quan sát nhá. Ở đây thầy thấy có 701, không ai nói gì đúng không? Chạy vẫn ra đúng kết quả, nhưng tên file của nó là 703 cơ. Vậy thì trước khi mở từng bài ra xem, các em phải cầm tờ giấy trên tờ đề trên tay ấy. Nó mở xem ấy. À, free open đã đúng tên phần file in, input, tham số read, std in, rồi tên ba file out, đuôi chấm out, vk, rồi file out chưa. Đấy. Nếu thấy đúng trên đề và ở đây nó giống. Chứ đừng nhìn cái project này với cái thằng này nhá. Biết đâu cả hai thằng này các em đều đặt sai giống nhau. Nhá, ta đặt sai giống nhau. Do đó cái căn cứ duy nhất đó chính là tờ đề thi. Đọc đề bài kia. Đọc đề bài 4 đi. Rồi, như vậy thì các bạn nhận thấy ta đã đặt sai tên file. Vậy thì căn cứ vào đề thi là cái căn cứ duy nhất sẽ giúp cho các em biết được bài thi của mình đúng hay sai về tên. Vậy tên nó được quy định rõ ràng đây. Ở trong đề thi nếu có chỗ này mà các thầy cô đặt tên file khác thì các em lưu ý, thì các em căn cứ vào cái tên cuối cùng, cái tên ở trong cái bảng này là căn cứ của đề bài nhé. Ví dụ như ở chỗ này là 701, ở đây là 703, đây là 703, 703. Vậy thì các bạn thống nhất đặt tên theo file ở trong bảng này nhé. Nếu có sai đâu thì do ban tổ chức sẽ sửa theo. Chứ tự nhiên các bạn đặt tên file là thầy thành.inp thì ta bay màu luôn. Đấy. Chứ ta phải căn cứ vào tờ đề bài nhé. Rồi, như vậy thì ở đây thầy sửa nó thành 703. Đúng lúc đấy thì nghe thầy bảo tất cả tắt máy hết giờ. Thôi thế toi rồi, các bài kia mình chưa kịp kiểm tra. Đấy. Vậy thì hãy nhớ rằng còn 15 phút trước khi hết giờ làm bài, ta vào file, chọn Close Project. Sau đó mở file kế tiếp, bài 501 khi nãy mình làm rồi. Đấy. Sau đó mở tạo ra, khi nãy mình chạy thử giả sử có file in rồi. Được hả? 501.inp. Lưu ý khi đi thi nhá, ở đây của họ không phải là on file thì ta phải chọn thẻ on file ở đây, ở nút Save, ở nút OK. Thầy lấy em test bài 501. Bài 501 test của nó là bài số 2 và số 5. Đấy. Khi các bạn zoom số 2 và số 5 rồi nút chạy chương trình. Đấy. Rồi ta nháy chuột phải vào project, chọn S. Chọn bài 501.out rồi OK. Rồi, ta mở file out ra. Từ từ tí nữa. Thì ta thu được cái thằng kết quả. Vậy thì các bạn đọc đề ra, à đây nó ra 14. Mở xem trong đề bài của mình, à nó ra 14, thế là ngon rồi. Cần thiết thì thử thêm vài test khác. Rồi khi đó thì ta nhận thấy với ở trong chương trình của mình thì các bạn chờ thêm một giây nhé. Rồi ta tiếp tục nhé. Vậy thì sau khi chạy thử được với file in của đề bài, ta thu được file out của đề bài, thì các em quan sát nó có tạo ra được cái file này hay không. Nếu tạo ra file đúng rồi thì ta có thể căn cứ xem đề bài của mình, định dạng của đề bài, output nó đã đúng chưa. Đấy, các cái chuyên gia cho rằng trong một đề thi các bạn sinh ra được khoảng 10 test khác nhau và chứng minh được các test này đúng, thì về cơ bản đề thi của mình là bài thi của mình đã đúng bài đó rồi. Đấy, sau khi còn khoảng 5 phút nữa hết giờ, các bạn lại close project các bài lại, sau đó lại mở lần lượt các cái bài trong mục recent project, nó có các bài làm gần đây của các em. Giả sử còn đến lúc các chuẩn bị hết giờ làm bài, vậy thì các em thực hiện thao tác sao chép bài của mình để nộp. Vậy thì khi đó các bạn vào file, hãy nhớ nhé, kiểm tra xem đã bỏ cái dấu sọc sọc ở chỗ free open chưa, có chạy thừa kết quả hay không. Đấy, ta chạy thử lại trước khi hết giờ làm bài. Bởi vì các bạn việc cố để làm câu cuối để thu được 2 điểm mà mất đi điểm của một câu 5 điểm thì đó là cái việc đánh đổi không cần thiết. Về đi thi ta chỉ cần được 18 điểm thì đã đạt luôn giải nhất rồi, cần đâu nữa, đúng không?
Rồi, ta vậy thì ta lưu ý sau khi thực hiện xong các bản Cloud Project xong, ta nút quit để nó sẽ lưu lại toàn bộ bài làm của mình phiên bản mới nhất. Vậy thì khi đó các bạn sẽ thực hiện tiếp công việc sao chép bài làm của mình vào USB, hoặc là một số các đơn vị thì nộp bài qua mạng LAN, còn một số các đơn vị nói chung đang có bài qua đĩa CD hoặc USB. Tại thời điểm này, trong thư mục 501 ở trong ổ D có một thư mục là số báo danh của các em chứa các bài làm dưới dạng các thư mục. Khi vào đây thì các bạn thấy có rất nhiều file. Đấy. Thì hãy lưu ý rằng tới thời điểm này đấy, ta có rất nhiều file. Bây giờ các em hãy thực hiện thao tác tạo một thư mục là số báo danh của mình để chứa các file main.cpp. Bởi vì theo quy tắc khi đi thi, ta chỉ nộp file.main đây, ta chỉ nộp file chương trình thôi. Các bạn code của Pascal thì đuôi chấm path, code của Python là đuôi chấm p, code của C cộng cộng là đuôi chấm cpp. Vậy thì các em tìm cái file đó để copy sang. Vậy thì khi mà thầy vào ổ D theo số báo danh của thầy, thầy tạo ra một thư mục mới tên là số báo danh của thầy. Lặp lại. Ví dụ như số báo danh của thầy là 501. Ví dụ như thầy ghi là tin 501, ví dụ là số báo danh của thầy là tin 501 chẳng hạn. Đấy, hoặc là 5010. Đấy, thông thường nó chỉ là một số thôi, nó không có môn được trước đâu. Đấy. Thì khi đó cái thư mục này là thư mục số báo danh và nơi chứa bài làm của thầy. Bây giờ thầy lại vào lần lượt các cái folder là các cái thư mục chứa bài làm. Thì ví dụ như bài 501 thầy vào đây. Thì ở đây nó có rất nhiều các file 501. Thì các bạn lưu ý cái file tên nó là file main.cpp. Đây chính là nơi chứa bài làm của mình. Để biết chắc chắn có đúng hay không, ta nháy chuột phải vào nó. Chọn Open With, chọn Notepad. Nhớ nhé, ta mở bằng Notepad. Ta nháy chuột phải vào file main.cpp, chọn Open With, chọn Notepad. Đấy. Thì khi đó nó mở ra, đây là code chương trình của mình. Lúc này ta sẽ phải tinh mắt nhìn luôn. Có còn dấu sọc sọc hay không? Đã có thừa kết quả, có bị sai gì không? Nếu có gì thì các bạn quay trở lại code block sửa nhé, không sửa trực tiếp ở đây. Sửa trực tiếp ở đây ở F9 nó báo lỗi mịt mù ngay. Nhớ nhé. Rồi, vậy thì thầy sẽ thực hiện thao tác copy file 501. Đấy, thầy vào thư mục 501 ở đây. Đấy. Đấy, đây là file main.cpp thầy mở ra. Bài này là bài 501. Đấy, thầy không can thiệp gì vào code đây nhá. Thì thầy sẽ rename nó là thành bài 501. Nó không phân biệt chữ hoa và chữ thường nhé. Đấy, lặp lại với các câu còn lại các em đã làm được. Lưu ý làm xong câu nào. Vậy thì tên file này lấy ở đâu? Khi đó các bạn cầm tờ đầy giấy thi ra, thì các bạn nháy chuột phải. Chọn rename ở đây. Thiện đó. 501 chọn rename thì các bạn đổi tên và nhớ cầm tờ đề nhá, tên đề nó, tên bài nó quy định ở đây rồi. Tương tự như vậy các bạn vào bài kế tiếp mình làm được, các bạn tìm cái file main.cpp, các bạn có thể nhé chuột phải chọn Open With bởi Notepad để mở ra. Đây là đúng là cái bài làm khi nãy của mình đây rồi. Đấy, đây rồi, ngon rồi, quả này chắc chắn có giải rồi. Đấy, phải tinh thần như thế. Ta nháy chuột phải, copy chứ không phải cắt nhá. Cắt là bay màu luôn đấy. Copy. Ta vào đây, ta vào file 501. Ta nháy chuột phải, chọn paste. Đấy, khi đó bài này là bài 703. Thầy thực hiện nháy chuột phải, chọn rename, chọn bài 703. Nếu thầy gõ nhầm thành 704 thì khi đó thầy ngó trên đề, ô em đặt sai tên file. Em phải nháy chuột phải, chọn rename, bài 703. Đúng rồi. Khi đó các bạn lại nháy chuột phải và chọn Open With để mở ra một lần nữa xem trong này nó đúng là bài 703 không. Đấy, thấy đúng rồi, không có sọc sọc gì hết. Cốt chương trình ngon đẹp thế này, thâm tâm chắc chắn là 20 điểm trời rồi đấy. Như vậy thì sau khi làm này xong thì đến lúc giám thị xuống copy đề bài thì các thầy cô hỏi bài làm của mình ở đâu, thì các bạn vào thư mục 501, các bạn chỉ cho thầy cô thư mục này. Thầy cô sẽ thực hiện yêu cầu các bạn sao chép thư mục này, thì các bạn sẽ thực hiện nháy chuột phải vào nó, chọn Send to, chọn USB. Ví dụ như máy của thầy đang cắm cái USB là ổ G chẳng hạn, thì các bạn chọn ổ G hoặc ổ H tùy theo máy nhé. Bạn chỉ việc nháy chuột phải, chọn Send to, chọn tên cái USB có sẵn ở đây. Sau đó các thầy cô sẽ mang một số các đơn vị rất cẩn thận sẽ mang USB của các em lên trên bàn giáo viên và in bài làm của các em ra. Khi in bài làm thì các thầy cô sẽ mở ra, các thầy cô hỏi là đây có phải bài làm của các em không, thì các em đừng có gật ngay, phải mở code ra để xem mình có lỗi gì không. Nếu mà mình bảo mình phát hiện ra lỗi sai thì các em phải quay xuống bảo là thưa thầy em copy nhầm bài, thế chạy xuống sửa một phát xong nó quay lên
ấn F9 kiểm tra không có lỗi thì mà copy lại để nộp lại nhé. Các em yên tâm là bài làm của mình chưa nộp thì các bạn chưa được ra khỏi phòng thi đâu. Nên khi mở ra đấy, trước khi có phải bài làm của các em không? Xong nó bảo vâng bài làm thì các thầy cô in ra rồi thì các thầy cô đưa cho các em bản giấy in code của mình, cái đó các bạn sẽ thực hiện mở ra đọc trước khi ký nhá. Biết đâu đây là hợp đồng hôn nhân rồi giấy kết hôn chẳng hạn đúng không? Đã đồng ý đồng chí Việt là con rể của thầy Thành này. Thế ký cốp vào phát là èo luôn đúng không? Đấy. Thì ta nhớ là ta đọc thật kỹ trước khi ký nó. Và nếu phát hiện ra lỗi bảo thưa thầy khi nãy em copy nhầm bài, thế xuống kia sửa lại bài và copy nộp lại nhé. Thao tác nó nhanh thôi. Thông thường môn tin là cái môn nộp bài chậm nhất. Sau khi làm xong rồi các thầy cô lên trên in xong rồi thì các em mới tắt máy nhé. Khi các thầy cô rút USB ra khỏi máy thì ta không không tắt máy, để nguyên máy đấy, không vọc vạch cái gì. Rồi. Hãy lưu ý rằng là sau khi thầy cô in xong, ký xong các bạn về rồi các em phải đi chứng kiến có bài cho các bạn khác nữa. Nên bài của mình không được xóa đi này, tuyệt đối không được xóa trong máy của mình, bài làm trong máy đi nhé. Cứ để nguyên đấy. Đến khi nào các thầy cô mời các em ra ngoài thì các em té ra ngoài, bài của các em để đó tự các thầy cô sẽ biết xóa. Hoặc là khi nào các thầy cô yêu cầu xóa thì mới xóa. Còn không đừng lại chạy trước cầm đèn chạy trước ô tô xóa đi cái tự nhiên thấy bài mình bị lỗi thì xuống không tìm thấy đâu. Và không có ai khôi phục cho các em đâu, khi đó bài sẽ có nguy cơ bị mất bài. Rồi, như vậy thì vừa thầy đã chia sẻ về cái thao tác và cái không gian làm bài cho đến lúc nộp bài xong. Sau khi nộp ra khỏi phòng thi, lưu ý có thể có nhiều bạn nộp bài thi, nộp xong thì các em quay về vị trí giữ nguyên thời, không trao đổi bài thời gian, à, không trao đổi bài với bạn khác và cũng không cười nói tự do hỏi bạn này làm được không bạn làm được nhé. Cái đó ta về nhà còn 18 năm sau hai đứa ra gốc đa ra ngoài gốc đấy thao người buôn chuyện nhé. Rồi như vậy thì với cái kỹ năng chia sẻ cách làm bài như trên thì thầy tin chắc là các em sẽ đã hiểu được cái quy trình làm và nộp bài. Khi đi thi thì hãy cố gắng làm bài nhanh nhất có thể, cẩn thận nhất có thể. Và mình chắc chắn và hãy cố gắng nhất những bạn có năng lực tốt thì tuyệt đối là không được làm sớm nhé. Ừ, một số bạn thì có cái thói quen là làm xong sớm, ví dụ như đề người ta 150 phút, các bạn làm có mất 1 tiếng xong rồi, thế là ngồi vảnh râu lấy trò khủng long mất mạng ra ngồi chơi nhảy rồi chơi đọc chơi các loại trò chơi chẳng hạn, thì khi đó là điều không nên, mà ta hãy cố gắng xem lại bài, bởi vì cái đề thi thì cái giám khảo đã biết được rằng trong tỉnh này ai là người giỏi nhất, trong thành phố này ai là người giỏi nhất, nên đề thi sẽ dành cho người giỏi nhất, tiêu tốn hết 150 phút và đạt được tối đa 20 điểm. Nếu mà mình xong trước thì điều đó có nghĩa là mình không phải là người giỏi nhất. Đấy. Bởi vì chắc chắn điểm của mình không thể đạt được 20 điểm. Nhưng các em phải hình dung là các thầy cô là người hiểu, người ra đề là người hiểu các em nhất. Nên các em yên tâm là đề thi rất vừa sức với mình. Rồi, như vậy thì qua cái nội dung chia sẻ như trên thì thầy tin chắc là các em cũng đã có cho mình được cái kinh nghiệm khi đi thi. Sau buổi thi này thì các em lưu ý cái quyển sách thầy đã chia sẻ với các em, thì các em hãy cố gắng dành thời gian để xem lại một lượt các cái bài mà các em đã được học. Đấy. Và cũng bởi vì ta đi thi thì ta không trông chờ một cái bài thì đã từng gặp, mà thông thường ta sẽ sử dụng các kỹ năng được học để giải quyết bài toán đấy. Thì các bạn cứ căn cứ vào các kỹ năng mà các em có chủ động để làm bài. Đấy. Và khi mà mình làm bài chủ động làm bài thì nó sẽ thoải mái hơn nhiều cho với việc mà mình phải học thuộc code của những cái bài toán cơ sở. Đấy. Mình hạ biến nó thành kỹ năng. Đấy. Thì các bạn bám sát vào quyển này. Như vậy thì một lần nữa thì ta cũng tóm tắt qua lại một số các cái kỹ năng như sau. Thứ nhất, buổi tối trước khi đi thi thì ta ăn uống ngủ nghỉ một cách bình thường. Thứ hai, buổi sáng khi đi thi ăn sáng một cách bình thường như bao ngày. Mọi hôm ăn mì tôm thì cứ ăn mì tôm, mọi hôm ăn bánh mì thì cứ ăn bánh mì. Đấy. Rồi cái thứ hai là ăn sáng ăn uống một cách sinh hoạt bình thường như bao ngày. Kế tiếp trang bị cho mình một cái máy Casio, một cái bút bi và bút chì và một cái thước kẻ để đề phòng bài thi có hình học. Rồi thêm một cái nữa đó là khi trước tập trung trước cửa phòng thi thì ta nên đi vệ sinh, bởi vì các bạn đi học đi rất sớm, khoảng 6 giờ các em ra khỏi nhà, 8 giờ kém hay 7 rưỡi mới bắt đầu vào phòng thi, 8 giờ mới bắt đầu thi. Thì khi đó các bạn có khoảng tầm 2 tiếng lượn lờ ở ngay sân trường, do đó các em sẽ nên uống nước trước khi vào phòng thi và đi tranh thủ đi vệ sinh. Tiếp đến thì các em sẽ thực hiện vào phòng thi, trước cửa phòng thi thì nên giữ trật tự.
Khi vào phòng thi thì làm theo hướng dẫn của cán bộ coi thi về ngồi vị trí máy, ta không cấu hình thay đổi các. Rồi kế tiếp nữa thì biết cách tạo ra một cái thư mục trong ổ D là số báo danh của mình để lưu tất cả các project bài làm ở đấy, và là thực hiện cái quá trình làm bài giống như trong cái quá trình các bạn ôn luyện làm bài làm việc với tệp. Lưu ý tên file thật tốt nhé. Và cuối giờ là còn 15 phút trước khi hết giờ làm bài, thay vì việc cố làm nốt cái câu cuối để đạt full 20 điểm thì ta nên dành thời gian để test lại tất cả các câu mình đã làm được rồi, bởi vì 18 điểm đi thi mình vẫn nhất rồi mà. Thì hãy cố gắng là làm thật cẩn thận, kiểm tra lại từng câu một, chạy thử lại test đề bài xem tên file in file out đã đúng chưa, rồi nó có sinh đọc được dữ liệu từ tệp và ghi ra được kết quả vào tệp hay không. Nếu đúng rồi thì có đúng định dạng hay không, trên cùng một hàng hay dưới hàng. Tiếp đến nữa là đến thao tác nộp bài thì thao tác tạo một thư mục vào cái thư mục file chấm của project của mình tương ứng với từng bài để copy file main.cpp và đổi tên file thành cái file theo tên của đề bài. Tên file thì khi đổi các em nhớ nhé, căn cứ vào tờ đề bài nhé, đừng căn cứ vào cái project. Project mình đặt sai rất nhiều. Đến đi thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh của thầy các anh chị vẫn đặt sai tên file là chuyện bình thường. Do đó phải căn cứ vào tờ đề nhé, mọi căn cứ đều vào tờ đề. Và cuối cùng đến khi in bài, khi copy bài vào USB và in bài thì các em lưu ý, trước khi các bạn ký vào cái tờ giấy đấy thì tờ giấy bài in của mình ấy, thì bài thi của mình vẫn hoàn toàn đổi được. Nếu phát hiện ra sai sót thì các bạn xuống sửa ở dưới và copy xin copy lại bài nhé, cứ báo em copy nhầm bài, thế là đơn giản nhất nhé. Chứ chắc nhiên chẳng có cán bộ coi thi nào sẽ thu bài thi nhầm của thí sinh đâu, nên các em có quyền được lựa xuống copy lại bài của mình và copy đúng cái file bài làm tốt nhất của mình và các em nộp lên để tới thầy cô. Hãy cố gắng ở nếp chín này, chương trình báo không báo lỗi trước khi ấy nhé. Chắc chắn là sau đợt học thì thầy trò còn gặp nhau nhiều hiểu không? Rồi như vậy thì qua cái nội dung chia sẻ trên thì thầy tin chắc rằng các em đã có được một cái trang bị về cái kinh nghiệm đi thi, và thầy tin chắc rằng với cái trong cái quá trình học tập thì các em đã có được một cái kỹ năng lập trình tốt, bởi vì sau này mình có kỹ năng lập trình mình sống bởi nghề mà. Đấy, nên thầy tin chắc các em sẽ làm tốt. Rồi, chúc các bạn đi thi đạt kết quả cao nhé. Bye bye. Để tôi quay video.